Chỉ một cái chậu nho nhỏ như thế này thôi. Sản phẩm của cây mướp hương nó cho mình ra trái không khác gì khi cô bác anh chị trồng ở ngoài đất mà gặp thời tiết. Đây, mỗi một nhánh đều cho một trái. Tuyệt vời. Cứ mọc ra đến đâu là có trái đến đó. Đất thì rất ít mà chất dinh dưỡng thì nếu mà trường hợp mình bón nhiều thì nó còn phát triển lan rộng nhiều hơn nữa. Cái chậu chỉ có 50-50 thôi, mình không đục lỗ. Hình thức trồng như thế này thì cây rất là hiệu quả. Bao nhiêu nước tưới, phân bón mình tưới hàng ngày thì nó đều ngấm vào cái cây. Và thậm chí bây giờ có một cây bầu nó đang mọc sang bên cạnh. Rất hiệu quả khi cô bác anh chị trồng bằng hình thức thùng chậu không đục lỗ. Đặc biệt nhất là những cây mướp hương khi trồng ở xứ lạnh. Phía đằng sau là cả một dàn bầu thiên nga, su su, mướp bao tử, mướp đắng, ầm bà làng chung một dàn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Vinh Lê. Hôm nay mình ngồi ngay tại cái khuôn viên của vườn nhà đây và sẽ chia sẻ luôn với các bạn cái cách để mà mình trồng, bảo quản và chăm cái cây mướp hương như thế nào cho nó hiệu quả cao khi mà cái giống leo giàn này các bạn trồng ở các quốc gia vùng ôn đới, đặc biệt như là ở Anh Quốc, thời tiết rất là lạnh. Tất cả các giống leo giàn thì riêng có cái cây mướp và mướp hương là một trong những cái giống cây khó trồng nhất nếu mà các bạn không biết cách và đi đúng cái hướng. Thì cái video này Vinh Lê chia sẻ với các bạn ngay và luôn từ A đến Z để cho các bạn tham khảo thêm khi mà mình mất công gieo được cái cây con ra rồi, làm thế nào để cho nó trụ khi mà đến lúc được leo giàn ra trái và đến lúc thu hoạch cho mình hiệu quả cao. Hãy cùng mình đây nhé. Trước khi trồng cái cây mướp thì việc đầu tiên là cái cây con, cây giống. Cây giống này là với giống mướp là ở các quốc gia ôn đới, các bạn phải lưu ý một chút. Đầu tháng 6 mình mới cho ra ngoài vườn trồng được. Nếu mà trường hợp mà thời tiết thỉnh thoảng có năm mùa hè nó nắng sớm thì mình có thể trồng vào cuối tháng 5. Nhiều khi chỉ một vài ngày nắng thôi là các bạn đưa ra ngoài trồng, sau đó về đêm nó lạnh và sương muối, cây nó sẽ chết. Thay vì cách đó thì mình trồng muộn một chút. Đây, mình ươm vào một cái cây con này, mình bảo quản ở trong nhà, trong chỗ ấm áp thì để cho cái cây nó hiện tại bây giờ nó dài khoảng 50cm rồi. Thì mình đưa ra ngoài mình trồng. Với cái giống cây mướp hương thì nó chỉ có hai loại phân mình dùng và chăm một lần cho tới lúc thu hoạch, không cần phải bón tiếp. Đó là khi mà đưa ra vườn thì các bạn đào một cái hố to, diện tích nó hơi rộng một chút để cho mình đổ một cái thùng phân hữu cơ. Cái này là phân rác bếp thải đây. Mình đổ đều nó xuống. Xuống một cái hố to như thế này. Cái cách này mình chỉ chăm một lần thôi, sau đó là mình tưới nước và tưới một số cái chút phân phân đạm, phân gọi là ure và cái phân gà. Phân gà thì mỗi một hốc này mình cho khoảng 3 vốc tay. Phân gà mỗi một hốc mình cho khoảng và cỡ từ 5 lạng cho tới 1 cân. Mình trộn đều đi.
Sau đó là các bạn là phủ một lớp đất vườn lên. Đất các bạn lưu ý làm cho nó tơi một chút, đừng để nó chạm cái phân trước khi mình đưa cái cây mướp xuống. Rồi, và sau khi cây mướp mình đưa ra trồng thì các bạn nên lựa trồng vào buổi chiều tối. Buổi chiều tối là chuẩn hơn, bởi vì ban ngày nắng nóng mặt trời, các bạn trồng mà mặt trời nó chiếu xuống, đôi khi mình bỏ ra thấy rễ nó bị ảnh hưởng một chút. Vào thời tiết nắng nóng, chỗ này mình trồng 4 cây bởi vì cái hốc nó to tại vườn. Cây mướp nó hơi khó trồng một chút so với lại các giống leo giàn khác. Ngoài ra thì cái mướp đắng cũng khó hơn một chút nữa. Nếu mà các bạn đi không đúng cách, ở Việt Nam vùng ôn đới thì nó rất là dễ, bởi vì thời tiết nó cứ 30, ngoài 30 độ thì các bạn trồng kiểu gì nó cũng lên. Cái kinh nghiệm của mình trồng cây mướp leo giàn này tại Vương quốc Anh đã rất nhiều năm nay rồi. Sau khi trồng xong mướp xuống thì các bạn tưới qua một chút đất cho nó có đủ độ ẩm cho cây nó hồi phục nhanh. Đừng tưới sẫm quá. Giống cây mướp này các bạn lưu ý một chút nữa là rất nhiều cái con dày xanh nó tấn công. Nó bám vào mặt lá và cái ngọn này. Nó làm cho cái cây nó hút hết nhựa cái cây để cho cây nó teo đi và nó không phát triển được. Thì cô bác anh chị lưu ý một chút để mà mình bắt, mình đề phòng. Và kế tiếp là mình giải cái thuốc sên. Xung quanh của cái giải thuốc sên xung quanh của cái cây mướp mình trồng xuống. Và cái bước này là bước quan trọng nhất để cho cây mướp có thành công hay không. Thì các bạn nên dùng một cái thùng chậu hoặc là cái chai nhựa to gì đó đại khái như thế, là mình cắt nó ra thủng lỗ như thế này. Sau khi mình trồng cây mướp xuống thì các bạn đưa cái chậu này úp nó lại. Và mình ấn nó xuống để làm sao mà nó khít cái phía dưới. Cây mướp sẽ ở phía trong. Chỉ có cách này thôi, bởi vì là sên thời tiết lạnh về đêm với lại gió to thì cái cây mướp nó rất bị ảnh hưởng, nó sẽ bị chột. Thì các bạn dùng cái cách như thế này là chuẩn nhất. Trường hợp mà cái chậu nó bằng meca hay túi bóng mình quay lại thì nó có cái độ ánh sáng còn chuẩn hơn. Và lúc đó mình sẽ cắm cái cây xuống để cho cây tre xuống để cho nó leo giàn. Khi các bạn cắm thì cắm chếch nó ra, đừng để cắm trực tiếp xuống cái gốc cây thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái rễ. Khi nào mướp nó phát triển lên giàn thì các bạn có thể cắt cái cành ra hoặc là
mình để nguyên cũng không sao. Như thế này thôi thì trong thời gian cây nó hồi phục thì nước nó khô thì các bạn sẽ tưới qua lại một chút để cho nó chuẩn. Và một cách tốt nhất nữa là về đêm, nếu mà rảnh rỗi các bạn ra xem, soi đèn pin xem có một số những cái con côn trùng nó có thể nó cắn gốc khi mà mình trồng tại vườn. Nếu mà các bạn nhìn thấy một con côn trùng gì thì mình có thể mình mua cái loại thuốc đó để mình trị, chẳng hạn như kiến hoặc là con bọ đen, con dày. Như thế này là đã thành công cái cây mướp trước mắt mình trồng và chăm tại vườn để làm sao cho nó hiệu quả cao. Đây là cái bụi mướp mà mình trồng cách đây được 5 ngày. 5 ngày thì bây giờ bắt đầu nó đang hồi phục và đang phát triển lên rất là tốt. Và rất là an tâm khi mà các bạn trồng ra ngoài vườn, cứ ăn ngon, ngủ kỹ, không phải lăn tăn đến mấy cái anh côn trùng anh ấy tấn công. Đúng quy trình thì mình sẽ mua cái miếng chụp như thế này để mình chụp lên tất cả các loại cây khi mà các bạn trồng tại vườn, là nó đảm bảo hơn cho mình giữ nhiệt độ, giữ tất cả các con côn trùng nó tấn công. Cái này mình mua đợt này nó bị lỡ là bị nhỏ quá, không để đủ cho diện tích to cho cái cây mướp thì vì thế mình mới phải dùng bằng cái chậu. Mà cái chậu này cũng rất là hiệu quả. Cái chậu, nếu mà các bạn tìm được cái chậu trong suốt mà có đủ ánh sáng vào nữa thì càng chuẩn hơn. Ngoài ra đây, ngoài ra là têm luôn cái anh chống các cái con động vật tấn công phát âm thanh đây. Cái này nữa là để chim chuột sóc là nó sẽ chạy, không có tấn công khi cây rau mình trồng xuống tại vườn. Như thế này thôi thì chuẩn 100% cơm mẹ lấu. Vinh Lê sẽ cập nhật những video kế tiếp chia sẻ với các bạn cái cách để mà mình tưới và mình chăm bón cho đến lúc cây nó ra hoa, kết trái, thụ phấn như thế nào. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Mình sẽ cập nhật những video kế tiếp.